Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Rạng sáng 23 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công du Mỹ Latin kéo dài từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 11 với lịch trình hoạt động dày đặc. Tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 với chủ đề xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng các quốc gia, đối tác, cộng đồng quốc tế phấn đấu thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không trước năm 2050, đóng góp cho sự phát triển của một thế giới xanh, sạch, đẹp, bền vững vì tương lai của các thế hệ mai sau. Trong 2 ngày tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 35 cuộc tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Thăm Cộng hòa Dominica, Thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng hiệu quả với Tổng thống Luis Abinader Corona, cũng như chia sẻ các cơ hội hợp tác thực chất với doanh nghiệp hai nước. Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần khẳng định vai trò uy tín, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, đồng thời tạo động lực mới cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Brazil và Việt Nam-Cộng hòa Dominica. Sáng sớm nay, đỉnh Phan Xipang ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện lớp băng giá mỏng lần đầu tiên trong năm nay sau khi nhiệt độ giảm còn 2 độ C. Băng giá xuất hiện với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên các bậc đá, sàn gỗ và các con đường lên xuống. Lớp băng giá bám trên các cành cây, ngọn cỏ, phủ màu trắng bạc huyền bí cho khung cảnh nóc nhà Đông Dương lúc sáng sớm. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang trong mùa đông 2024. Dự báo trong những ngày tới nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, khả năng băng giá tái diễn trên đỉnh Phan Xipang rất cao. Lớp băng giá mỏng phủ trắng trên đỉnh Phan Xipang khiến nhiều người thích thú và lên kế hoạch cho mùa du lịch để chiêm ngưỡng băng giá trên nóc nhà Đông Dương. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm thu phí đổ ô tô bằng công nghệ RFID tại 3 tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Lai quận 1 và Phạm Hữu Chí quận 5. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên Xuân Phong thực hiện thí điểm trong thời gian 3 tháng. Thu phí đổ ô tô bằng công nghệ RFID là hình thức thu phí áp dụng theo công nghệ tự động nhận diện xe vào ô đổ và trừ tiền trong tài khoản ví điện tử VETC khi xe có trang bị thẻ ETAT và tài khoản VETC còn tiền hoặc qua mã QR thanh toán một chạm VETC. Giải pháp này sẽ giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên thu phí với người lái xe, tránh phát sinh xung đột, tranh cãi tiêu cực, đồng thời giúp giảm thời gian tải ứng dụng và thanh toán theo cách thu phí như hiện nay thông qua phần mềm My Parking không dùng tiền mặt. Sau khi thí điểm ở 3 tuyến đường, các đơn vị sẽ đánh giá hạn chế, ưu điểm của giải pháp mới và đề xuất nhân rộng nếu phù hợp. Ngày 22 tháng 11, phát biểu tại Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov cho biết sẽ tiến hành đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa cách đây vài ngày của Nga. Ông Rustam Umerov cho biết đây là lần thứ hai phía Nga tiến hành leo thang căng thẳng cuộc chiến trong năm nay. Lần đầu tiên Nga đưa lực lượng bên thứ ba vào tham chiến, còn lần này sử dụng tên lửa tấn công. Ukraine đang nỗ lực tăng cường năng lực, khả năng phòng không và tiến hành đáp trả. Tuy nhiên, ông Rustam Umerov cũng thừa nhận tình hình chiến sự của Ukraine rất khó khăn. Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 21 tháng 11, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã bắn tên lửa mới vào ngày 19 tháng 11 sau khi Ukraine tấn công Nga bằng 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và các loại tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và HIMARS của Mỹ vào ngày 21 tháng 11. Ngày 22 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tất cả các tên lửa của Nga đều bắn trúng mục tiêu. Và đây cũng là lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung mang đầu đạn thông thường trong chiến đấu. Cũng trong ngày 22 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm được đánh vào Ukraine chính là thông điệp nhằm gửi tới phương Tây trước những hành động gây hấn gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga sử dụng tên lửa mới chính là hành động leo thang nghiêm trọng trong xung đột và kêu gọi thế giới cùng lên án mạnh mẽ.
Ngày 23 tháng 11, Triều Tiên lên án mạnh mẽ về các cuộc tập trận quân sự của Washington và việc Mỹ triển khai các tài sản quân sự tới bán đảo Triều Tiên, cảnh báo những hành động này có thể khiến cho tình hình leo thang thành một cuộc chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào. Chánh văn phòng thông tin của Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra tuyên bố, đồng thời lên án cuộc tập trận Freedom Shield ba bên giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, cũng như sự xuất hiện gần đây của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tại một căn cứ hải quân lớn ở Hàn Quốc. Chánh văn phòng thông tin của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cũng cho biết nhiệm vụ hiến định chính là cách thực hiện các biện pháp tự vệ để bảo vệ môi trường an ninh của Bình Nhưỡng và duy trì sự ổn định chiến lược cũng như cân bằng sức mạnh trong khu vực. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công bố một loạt nhân sự cho các vị trí quan trọng trong nội các mới, bao gồm đề cử vị trí Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực đối với tỷ phú Scott Bessent. Ông Donald Trump nhấn mạnh ông Scott được nhiều người kính trọng, một trong những nhà đầu tư quốc tế, nhà chiến lược địa chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Scott đã từng tư vấn cho ông Donald Trump về chính sách kinh tế trong chiến dịch tranh cử và là người sáng lập quỹ đầu cơ K-Square Capital Management, đồng thời cũng từng là giám đốc đầu tư tại Soros Fund Management, một quỹ đầu cơ do nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ George Soros thành lập. Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng chọn hạ nghị sĩ Cộng hòa Lori Chavez de Freeman làm lãnh đạo Bộ Lao động, ông Alex Wong làm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Sebastian Roca làm giám đốc cấp cao về chống khủng bố, tiến sĩ Jay Verdon làm người lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, tiến sĩ Marty McCurry làm lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.